cân sáu nữa. Thank you.
người mẫu thôi.
gì đây? Thế nên là cứ chuẩn bị kìa. Chuẩn bị làm về á. Bình thường. Bình thường quá. Ăn cơm. Vợ làm món gì thơm thế? Măng quấn cho mẹ. Ngon nhỉ. Ngon quá nhỉ. Ngon lắm. Người vợ lấy măng ở tận đâu nhiều thế? Em lấy chút rừng nhỉ. Ngon thế. Cơm đó. Ăn đi, ra đi. Cơm mắm đấy. Còn miếng cơm rồi. Cơm hơi. Muối. Để chấm ăn. Ăn đi. Ngon nhỉ. Ngon lắm. Ngon nhỉ. Vợ đi đây có vất vả không? Bình thường. Ngon. Nhiều. Nhiều lắm. Làm mình mệt đói ăn ngon rồi đấy. Ngon. Nhà vợ là món măng ngon thế. Ăn nhờ chứ. Mm-hmm.